Hello mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hiện giờ buổi chiều hôm nay Tây đang có mặt tại nông trại Bobby Prime. Nơi đây là một điểm check-in rất là lý tưởng và siêu đẹp, siêu dễ thương bên những chú cún rất là dễ thương. Bây giờ Tây sẽ đưa các bạn cùng với Tây mình vào tham quan nông trại Bobby Prime nhé. Buổi chiều hôm nay thì có một cơn mưa rất là to, cho nên có một số khung cảnh Tây không có tiện ghi hình cho cả nhà mình xem được, mong cả nhà thông cảm giúp cho Tây. Vâng, đây sau lưng Tây đây là toàn cảnh ở khu vườn hoa ở Bobby Farm là cả nhà. Mà hiện tại là bây giờ chiều nay mưa quá nên mình không có thể đi qua tham quan và chia sẻ cho cả nhà mình xem về cánh đồng hoa này được. Vâng, nông trại cún Bobby Farm cũng là một trong những địa điểm tham quan và du lịch rất là nổi tiếng ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Khi đến thăm nông trại thì các bạn sẽ được vui đùa cùng những chú cún siêu dễ thương. Bên cạnh đó các bạn còn được dạo quanh những vườn hoa xinh đẹp và những vườn trái cây rất là sai quả, chắc chắn sẽ tạo cho các bạn một cảm giác rất là tuyệt vời, cảm thấy là yêu đời yêu thiên nhiên vùng đất này hơn bao giờ hết đấy. Đây là quầy ẩm thực nè các bạn, là mình đang ở trong bên trong trang trại cún Bobby Farm. Buổi chiều nay thì Đà Lạt có những cơn mưa rất là to. Đây là nhiều quầy ẩm thực ở bên trong trang trại cún quá. Đây là có xe đồ chơi cho mấy bé nè. Ở phía bên góc tay trái màn hình của các bạn đó là gian hàng bán các quầy bán quần áo lưu niệm ở bên trong trang trại cún Bobby Farm. Trong đây mình thấy có rất là những chú cún rất là dễ thương nè các bạn. Những chú cún đang nô đùa với các du khách nè. Đây là gian hàng bán đồ lưu niệm nè, nón với là các quà lưu niệm ở bên trong Bobby Farm nè. Tiện thể qua đây mình review cho các bạn mình xem trước cái này nhé. Và ở trong đây có những ánh đèn rất là sáng, rất là đẹp, rất là nhiều quà lưu niệm, từ quần áo, áo len rồi cho tới những cái đồ chơi, đồ dùng, đồ chơi trẻ em, cũng là thu hút được rất là nhiều khách du lịch tới tìm tham quan và khám phá nè các bạn. Ở bên trong trang trại cún Bobby Farm thì nói chung là một trong những địa chỉ sống ảo, check-in rất là tuyệt vời dành cho các bạn mỗi khi có dịp tới tham quan thành phố Đà Lạt. Chúng ta có thể được nô đùa và vui chơi cùng những chú cún siêu dễ thương. Đây là một shop bán các quà lưu niệm bên trong trang trại Bobby Farm nè cả nhà, rất là nhiều những món quà lưu niệm có ý nghĩa. Kia thì có vòng tay nè, hạt chuỗi nè, móc khóa nè, đầy đủ các quà lưu niệm mình mua về mình làm quà. Ở kia thì có những cái xe mô hình nè, rồi đồng hồ nè, rồi những cái tượng những siêu nhân nè. Ở đây mình có thể khắc tên bằng bút nè cả nhà. Rất là nhiều dịch vụ có bên trong Bobby Farm. Và bây giờ mình vào bên trong một cái không gian rất là riêng biệt ở bên trong Bobby Farm. Đó là mình sẽ vào những cái nhà dành cho những chú cún nha. Mình vào mình thăm những chú cún nha các bạn.
Những chú cún này của Alaska nè cả nhà, siêu dễ thương luôn. Nói chung thì nay buổi chiều nay thì ở trên thành phố Đà Lạt có mưa rất là to, cho nên mình nói nhiều khi tiếng nó hơi nhỏ nè cả nhà, mình thông cảm nhé. Kia nữa cả nhà. Đó là rất là thích luôn, mình được nô đùa và chạy nhảy. Những chú cún nô đùa chạy nhảy tung tăng với khách du lịch nè. Có rất là nhiều chú cún ở bên trong không gian ở đây. Chào, hello con. Qua bên kia nữa cả nhà. Những chú cún dễ thương à. Mình có thể chụp hình cùng với những chú cún ở đây nè cũng được nè. Hai chú cún màu vàng rất là đẹp. Và một chú cún đang nằm riêng là cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua một ngôi nhà nơi có những chú cún siêu dễ thương nữa cho cả nhà mình cùng xem luôn nhé. Dễ thương quá.
Đây là những chú cún rất là nhỏ nhắn và dễ thương này các bạn. Ở kia nữa rồi. Nhỏ nhỏ mới đẹp. Chạy qua kia, qua đây. Ngủ. Ở bên đây thì có nhiều chú cún rất là nhỏ nhắn và dễ thương cả nhà. Chạy nhảy tung tăng. Và bên kia thì chắc mua các chú cún đang tập trung vào nguyên một bầy nè cả nhà. Wow, quá trời luôn. Đây có một chú cún cũng dễ thương nữa nè, vì là trời mưa nó rất là to nên nhiều nói nó hơi nhỏ, cả nhà mình thông cảm nhé. Rất đẹp không? Rất đẹp không?
này là gian hàng hoa Artiso, cao Artiso là cả nhà. Đó, tiện thể review cho cả nhà mình xem. Dạ. Rồi bây giờ qua bên đây là có quầy rất là nhiều. Ở đây là game trò chơi bắt gấu bông ở cả nhà. Ừ. Trời hiện tại là mưa cũng đang rất là to nên mình cũng cố gắng là mình review cho cả nhà mình thật kỹ. Ở trong đây thì cũng có ánh đèn nhiều. Ở đây là khu vực sen đá nè. Mình qua tới bên khu vực nơi quầy sen đá ở bên nông trại Bobby Farm nè. Thì xương rồng với sen đá rất là nhiều. Em review kỹ lại lần nữa cho các bạn mình xem nhé. À, đây là gian hàng bán các quà tặng lưu niệm ở bên trong Bobby Farm nè. Rồi rất là nhiều quà lưu niệm rất là đẹp nè các bạn. Quá trời sen đá luôn. Đây là coi như nguyên những kệ hàng ở đây, nguyên một dãy toàn là sen đá với xương rồng. Rất là nhiều sen đá có kiểu hình thù rất là đẹp. Ở đây dù là có 70.000 một chậu cũng có nè các bạn, rồi 100.000 chậu cũng có nè. Nói chung là nhìn ra cũng rất là đẹp và màu sắc luôn. Nói chung là đây có 60.000 nè. 60.000 là cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nè các bạn. Nó về mình trưng trong nhà là cũng được lắm nè. Nhìn rất là đẹp. À, hiện tại là cũng bớt mưa được tí rồi cả nhà thân yêu ơi. Và bây giờ mình qua mình bên đây mình review bên cái khu vực cái này là cây sứ này. Bông sứ này. Cũng vô trong chậu rất là đẹp này. Đây là cũng là những cái bông sen đá nhỏ nè. Quá trời luôn, rất là đẹp. Nói chung là vô trong những cái chậu nhỏ như vậy là đủ mọi hình thù, đủ mọi màu sắc luôn. Để các bạn mình tha hồ mình lựa chọn luôn nè. Ở đây nữa nè. Vô những cái phần, những cái ô rất là nhỏ nè. Vô những cái ô rất là nhỏ bỏ trong đây nè. Có mấy cái hình này chắc có lẽ là cái này nếu mà mình lựa cái nào được thì chắc có lẽ là nhân viên nào ở đây người ta sẽ đóng gói lại cho mình mang về cả nhà. Wow, quá đẹp luôn. Mình thấy ở cái góc ở đằng xa kia cũng có một cái view chụp ảnh check-in rất là đẹp nè cả nhà. Mình thấy là có bố trí hai cái ghế. Rồi bên cạnh đó là những cái khu vườn sen đá lẫn với các loại cây kiểng khác nè. Thành nguyên một cái góc nè. Qua tới bên kia luôn nè cả nhà. Mình có thể mình vào đây mình check in vài tấm hình. Nói chung là ảo diệu luôn, nó cực chất luôn đó các bạn. Này là sen đá trồng xung quanh ở trong bên trong khu vườn Bobby Farm. Những cái loại sen đá rất là đẹp. Có màu tím nè, rồi màu xanh nè, rồi các màu khác cũng có nè, rồi nhỏ cũng có mà lớn cũng có. Thì ví dụ như cái này nè các bạn. Giống như nguyên một cái đài sen á.
nó rất là nhiều bông hoa, nhìn rất là màu sắc và đẹp. Rồi bên cạnh đó, ở bên đây là phía xa kia là vườn nông sản. Ở trong đó thì có dâu, rồi có cà chua. Tiện thể mình review những cái khu vườn sen đá còn lại cho cả nhà mình xem luôn nhé. Ở bên đây thì mình thấy cũng có một bụi xương rồng hình tròn rất là to. Wow, phải nói là rất là to, gai rất là sắc các cả nhà. Bụi xương rồng nhìn rất là to luôn. Xương rồng rất là to luôn, nằm đặc biệt nhất ở bên trong nguyên một cái khu vườn sen đá nhỏ ở góc bên này luôn. Bên kia cũng có một cái giống như một cái hình tròn, người ta tạo ra để cho các sen đá nó bám vào đó các bạn, nhìn rất là đẹp. Rồi ở đằng xa kia mình thấy cũng có một cái khu vườn, một cái góc vườn sen đá nhỏ nữa nè. Rồi mình đưa cả nhà mình đi qua bên đó tham quan luôn nhé. Ở đây là cũng có một cái góc nhỏ nè, cũng rất là cảnh rất là đẹp nè. Sen đá thì trồng trên một chiếc xe đẩy, hay gọi là xe cút kít, trồng bỏ trên một chiếc xe đẩy. Rồi xung quanh đây thì xếp những cái phiến đá thẳng theo hình giống như hình cánh buồm á các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp. Vâng, tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình, đây là nguyên một vườn. Cái này cũng có là những cây bụi xương rồng, cũng là một nơi check in rất là ảo diệu cả nhà. Những cái bụi xương rồng thì cũng có xương rồng tròn với những cái bụi xương rồng cao nè, hay là có những cái cây xương rồng rất là cao nè, cao tầm hơn đầu mình đó cả nhà, chắc cỡ 2 mét hơn đó. Gai thì phải nói là gai rất là nhiều nè cả nhà. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những cái bụi xương rồng nhỏ hình tròn và kéo dài theo qua bên đây. Bên đây cũng có một cái cây xương rồng rất là to nè cả nhà. Đây, cây xương rồng này phải nói là rất là to, cao tầm hơn 2 mét luôn. Bám vào nguyên một cái thân cây cao. Ở bên đây cũng là những cái cây xương rồng luôn đó cả nhà, nhưng mà theo hình thù rất là khác biệt, nhìn rất là đẹp. Ở bên đây mình thấy cũng có một số du khách cũng đang check in nè, rất là đẹp các bạn. Bố trí những cái hàng ghế đá, những cái hàng ghế gỗ rất là đẹp và nằm sát bên những cái cây xương rồng. Ở bên đây là mình thấy có những cái bụi xương rồng xen lẫn, rất là đẹp luôn. Vâng, đây là mình thấy có một không gian rất là đẹp. Đó là nằm ở giữa khu vườn ở trong Bobby Farm. Đó là có một cây cầu gỗ bắt qua nguyên một thung lũng sen đá ở bên dưới. Rất là đẹp và rất là ảo diệu. Thì đứng ở trên đây mình có thể tạo dáng và chụp được những bức hình rất là ấn tượng cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên kia mình review các kệ sen đá cũng giống như là các kệ hoa khác cho cả nhà mình cùng xem luôn nhé. Và cũng có vâng, ở phía cuối ở khu vườn Bobby Farm thì ở đây thì cũng thấy có những chậu xương rồng với lại sen đá, thì cũng vô được
những cái hình thù, ví dụ như chậu lớn thì ở trên cao các bạn cũng có những cái chậu lớn này. Rồi ở bên dưới là xếp ở dưới cùng là những cái chậu nhỏ nhỏ nè, nó cũng có những cái rất là bé nè, cho tùy các bạn mình lựa chọn thì mình có thể vào đó mình lựa chọn những một cái chậu sen nào nhỏ nhỏ mình về mình làm quà cho gia đình trong một chuyến đi tour tham quan thành phố Đà Lạt. Đây là những cái chậu bông nè, những cái chậu bông rất là đẹp nè, màu sắc luôn. Đây là có những cái chậu rất là lớn ở dưới cùng. Rồi ở trên kia thì mình thấy là cũng có những cái chậu nhỏ xếp xen kẽ với nhau, thì một bên thì màu tím, một bên thì màu trắng, thì nhìn cũng rất là đẹp, rất là ảo diệu. Phải nói đây là một trong những khu vườn sen đá lớn ở thành phố Đà Lạt nữa cả nhà. Vâng, và bây giờ mình đang đi trở xuống một khu vực ở trong khu vườn Bobby Pram. Mình review cái vườn nông sản cho cả nhà mình cùng xem luôn nhé. Ở đây thì mình có thấy quầy bán các loại, ở đây là dâu nè cả nhà, rồi quà lưu niệm nè. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ở xa kia kìa các bạn. Ở đây là dâu tây nè cả nhà, mít nè, vô trong những cái hộp rất là xinh xắn nè, xoài xí dẻo nè, rồi nước cốt dâu nè. Đây là phần, đây là nơi bán rất là nhiều, mình thấy cũng có rất là nhiều các đặc sản nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt nè. Kia nữa kìa, đây là chuối sấy nè cả nhà. Mình đang lạc ở trong khu vườn nông sản ở bên trong khu du lịch Bobby Farm. Giờ mình qua đây mình review một quầy nông sản cho cả nhà mình xem luôn nhé. Ở đây là quầy rau nè, rau xanh mướt luôn đó cả nhà. Thì sau một cơn mưa rất là lớn thì bây giờ mưa cũng đã tạnh rồi, thì không gian cũng lắng đọng, và bên cạnh đó thời tiết cũng rất là dịu, cũng dần về chiều rồi, khung cảnh cũng rất là đẹp ở bên trong khu, có một chút ánh nắng lên thì cũng làm cho khung cảnh ở bên trong vườn rau Bobby Farm rất là đẹp, rất là hoành tráng. Rồi bây giờ mình đi thẳng qua lối bên kia mình review cho cả nhà mình xem nữa luôn nhé. Đây khu vườn nông sản này thì cũng rất là rộng, trồng rất là nhiều loại rau. Đây có trồng xà lách nè, trồng rất là nhiều loại rau, màu xanh rất là đẹp á các bạn. Ở trên là làm bằng, chắc làm bằng lưới á các bạn, thì nói chung là mưa không có, nước mưa không có xuống tới đây. Ở đây thì mình thấy chỉ có ánh nắng thôi, không gian rất là yên tĩnh. Vâng, ở đây là một tấm biển ở trong vườn nông sản để các loại rau quả có ở trong vườn nè các bạn. San hô tím, san hô xanh, xà lách mỡ, bí khổng lồ, bí thiên nga,
dưa hấu Nam Mỹ. Vâng, rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên một góc vườn nhỏ, mình review tiếp cho cả nhà mình xem luôn nhé. Ở đây thì khu vườn thì mình cũng đang di chuyển qua một góc vườn, những nơi có những cái quả bí ngô, những cái quả bí rất là to, những quả bí siêu to khổng lồ luôn. Wow, phải nói là những cái quả bí ngô rất là to cả nhà, chắc tầm cũng phải cả chục ký một quả, siêu to khổng lồ luôn. Bí này thì chắc cả nhà theo mình nghĩ là như vậy. Như bí ngô thì cũng mình cũng thấy đây, ở trên YouTube cũng có những cái cuộc thi về những cái quả bí ngô siêu to khổng lồ ở các nước ở trên thế giới cả nhà. Nó cũng giống như vậy nè. Trồng thì rất là to, trông to và trông hoành tráng. Và đây là khu vườn ở trên nè cả nhà. Mang một cái hương thơm của những cái bông hoa và của những cái trái. Bí á. Cũng là những cái dây bí à các bạn. Bí này thì nói chung mình thấy cái hình thù nhìn nó cũng rất là rạ và cũng rất là đặc biệt. Ở đây là toàn cảnh cái vườn bí ở trên tầng trên nè các bạn. Nhìn rất là đẹp. Nói chung rất là tuyệt vời luôn. Vâng, sau khi mình dùng phương tiện di chuyển khoảng 500m thì bây giờ mình đang có mặt tại khu vực vườn dâu. Xuống đây mình tham quan, chia sẻ cho cả nhà mình khu vườn dâu Bobby Farm luôn nhé. Vâng, và hiện tại là bây giờ mình đang có mặt tại khu vực vườn dâu Bobby Farm là cả nhà. Bữa nay mình đi thì dâu cũng mới có trái cả nhà. Đây mình review cận cảnh một trái dâu cho cả nhà mình xem. Dâu đỏ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp vào sâu bên trong, mình quay cho cả nhà mình xem luôn nhé. Vâng. Vườn dâu đang trái mùa nên trái sẽ không được chín nhiều chứ được nhiều. Vâng vâng. Mình có nhu cầu hái mình nhập bên ngoài để hái tại vườn, 500.000 một ký, hái nhiều thì cũng nhiều. Vâng, lưu ý nha là con trái tại vườn nè. Mình đang đi vào sâu bên trong khu vực vườn dâu nè cả nhà. Đợt này thì mình review thì dâu nó cũng hơi ít, nó chỉ mới vừa có trái thôi cả nhà, rồi cả nhà thông cảm giúp cho mình, tại vì cái chuyến đi mình hôm nay thì cũng vào dịp cuối tuần, cũng là tiện đường mình ghé ngang Đà Lạt, cũng như là vào tham quan vườn thú Bobby Farm, thì mình chia sẻ cho cả nhà mình xem về các không gian ở bên trong khu du lịch này. Đây là điểm cuối của vườn dâu nè cả nhà. Vâng, ở đây thì mình cũng vừa mới phát hiện được hai quả dâu cũng sắp sửa chín đỏ nè cả nhà. Hai quả dâu nhìn rất là tuyệt vời luôn. Hai quả dâu ở bên trong vườn dâu Bobby Farm rất là đẹp. Cận cảnh cho cả nhà mình xem là lối này đi thẳng vào bên trong cái vườn dâu rất là rộng. Qua tới góc bên kia, ở đây là toàn cảnh góc vườn dâu nè. Vâng, và bây giờ sau khi tham quan vườn dâu thứ nhất thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua vườn dâu thứ hai. Mình chia sẻ cho cả nhà mình xem không gian bên đây luôn nhé. uh,
Không gian bên đây thì mình thấy dâu cũng đợt này thì cũng chưa vào mùa có trái nhiều các bạn, cũng tương đối là ít trái. Ở đây này cũng được vài trái này các bạn. Đây những cái trái dâu đỏ, chín đỏ này, rất là đẹp. Rồi. Ừ. Mình di chuyển ở đây là khu vực số 5. Có đằng xa kia có những cái tấm biển chỉ dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên khu vực cà chua, mình review cho cả nhà mình xem luôn nhé. Cà chua cherry đỏ xuất xứ Hà Lan. Rồi mình qua bên đây mình review vườn dâu cho cả nhà mình xem luôn nhé. Ở đây là cà chua cherry xuất xứ từ Hà Lan. Mình thấy là trái màu vàng cũng rất là đẹp. Thì trái cà chua nhìn rất là mướt và rất là sắc màu ở cả nhà. Ở đây nè, nó theo những cái dàn theo chùm luôn, những cái chùm cà chua rất là đẹp. Rồi kia nữa kìa. Ở đây chỉ là một lối, một không gian nhỏ. Đi vần phía cuối ở khu vườn thì có rất là nhiều cà chua. Vâng, và bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển tham quan ở bên trong vườn cà chua cherry cho cả nhà mình xem luôn nhé. Một màu vàng của những trái cà chua rất là đẹp. Ở phía góc bên tay trái màn hình của cả nhà mình. Ở đây là cũng cà chua, nhưng mà đó là cà chua trứng sữa. Thì mình nghĩ thì chắc hương vị nó cũng ngon tương đương giống như cherry ở cả nhà. Một trong những cái điểm check-in cũng rất là đẹp. Ở bên đây thì những dây cà chua cũng mới bắt đầu có trái cả nhà. Và bây giờ cũng đã trở lại một cơn mưa nữa rồi. Đây là cà chua sô-cô-la. Thì bên những dây bên đây thì cũng mới bắt đầu có trái. Thì trái cũng có cái màu, nhưng mà nó sẽ thành màu đỏ giống như cà chua bình thường á cả nhà. Trái màu đỏ, trái tròn nhìn rất là xanh mướt luôn. Đây là cà chua sô-cô-la. Thẳng lối kia thì cũng là mình đi ngang khoảng chừng 1-2 ô thì sẽ có một loại cà chua khác nhau nha cả nhà. Cả nhà mình có gì mình ghé Poppy Farm mình lựa những cái trái cà chua xanh ngon ngọt như vậy mình về mình dùng thử. Rất là tuyệt vời. Thấy bên kia thì mình xem có các bạn trẻ cũng đang chuẩn bị check in những cái tấm hình ảo diệu về thế giới cà chua. Và những khách cũng đang hái cà chua mang về làm quà cho gia đình. Đây là khu vực cà chua cherry với lại cà chua sô-cô-la. Rất là nhiều loại cà chua khác nhau ở vườn Poppy Farm. Riêng mình
mình thấy nổi bật nhất ở khu vực này thì chỉ có gian hàng cà chua trứng sữa nè, cũng xuất xứ từ Hà Lan nè. Rồi, bây giờ mình đi đảo một vòng xung quanh đây cho cả nhà mình xem luôn nhé. Đi hai bên đây là chúng ta đang lạc vào một khu vườn cà chua. Cảm giác giống như là mình đi xung quanh những cái trái cây, thế giới của trái cây luôn đó cả nhà. Rất là tuyệt vời. Một chuyến trải nghiệm khám phá rất là ý nghĩa vào dịp cuối tuần ở bên trong nông trại cuốn Bobby Graham Đà Lạt. Đây, những cái chùm trà cà chua rất là chín, rất là tốt, màu vàng rất là đặc trưng. Như vậy là Tây vừa mới chia sẻ cho cả nhà mình xem thêm một điểm du lịch mới ở thành phố Đà Lạt, đó là vườn cún, vườn thú cún Bobby Graham. Video của Tây tới đây là kết thúc. Trước khi rời video thì cả nhà nhớ cho mình xin một like và một lượt bình luận ở bên dưới. Xin chào, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.